Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 46. Thục Thận Huy tỉnh lại đang trong lúc cô đưa tay lên gần chạm đến khuôn mặt kia. Như là một loại cảm ứng kỳ diệu. Thật ra động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng ngay lúc đến gần, sắp chạm tới mặt y, y bỗng có cảm giác tỉnh lại. Trước đó, y thấy mình mệt dã đến cùng cực, ngấm một trận mưa cũng có thể khiến y sốt cao. Hẳn chừng là do mệt, thậm chí, lần đầu tiên y nhìn công văn mà sinh ra mệt mỏi. Tấu trương và hồ sơ nhiều như rừng, cầm đi xong, cái mới lại tới, mỗi ngày đều trồng chất như núi, cứ như vĩnh viễn không hết. Y biết mình không đúng, căn cứ kinh nghiệm xưa giờ, dù mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại là có thể sảng khoái sức lực rồi rào chuyên tâm vào công việc y cần một giấc ngủ ngon nhưng giấc ngủ ngon y cần mãi vẫn không tới mấy lần y cực kỳ mệt trực đi nằm thì lại mơ màng lộn xộn tỉnh lại không những không thể tan đi mệt nhọc trái lại người càng thêm nhức mỏi y càng thêm buồn bực nóng này đêm nay lý tường xuân gọi thái y xem y sốt thế nào y bèn bảo thái y cho thêm vị an thần giúp ngủ ngon trong toa toa thuốc đúng là đã có công hiệu ngay tích tắc tỉnh lại y cảm thấy mình như đã lâu rồi không ngủ thỏa thích như đêm nay Chiếc giường với y mà nói, chỉ là một chỗ nghỉ ngơi, ngoài ra không còn ý nghĩa gì. Nếu là ngày xưa, tỉnh dậy, y xuống giường ngay, cắm đầu vào công văn. Nhưng sáng nay lại khác, trên chiếc giường bầu bạn với y vô số đêm, còn một người khác đang nằm. Thật ra lúc đầu hôm, y cảm giác mình cũng chẳng chờ mong lắm việc nàng ấy tới thăm mình. Chỉ là người bên cạnh quen nhiều chuyện, kinh sợ, tự tiện chủ trương thôi. Nhưng Trương bảo đi rồi, tâm trí y lại có phần không tập trung. Nghĩ có lẽ nàng sẽ đến, y không khỏi thầm hận, sao mình không bệnh nặng thêm tí. Nửa vời vầy, thậm chí còn ngồi xem hồ sơ được, thì có vẻ không đủ trở thành lý do để nàng thăm bệnh, thế là y mang đến bên giường, tránh để nàng cho là y giả bệnh gạt mình. Đến chừng nàng ấy đến, chuyện đầu tiên chính là ép lấy tấu trương trong tay y, còn lấy trước mặt hạ nhân bên cạnh, vạch trần tâm tư y không thể để cho ai biết ấy là lần đầu tiên y bị đối xử như thế, trên mặt theo thói quen hiện nét không vui vì bị mạo phạm, nhưng cũng giây phút đó, y không lừa được mình. Y rõ rõ ràng ràng cảm giác được, tâm tình xa suốt muộn phiền nóng nảy nhiều ngày bỗng dưng tốt lên. Y cảm thấy rất vui, y không biết vì sao mình lại thích được đối đãi như vậy. Chính lúc ấy, y hạ quyết tâm, mặc kệ phải ra thủ đoạn gì, đêm nay phải giữ nàng ấy ngủ cùng. Y hy vọng nàng ấy có thể ngủ chung với mình, để đạt mục đích, Y lại dùng thủ đoạn vô sự tự thông mà qua, rồi đầy xấu hổ khi nhớ lại kia, nhưng rõ là nàng rất hưởng thụ. Nàng ấy đã hưởng thụ, xấu hổ thì sao chứ? Miễn y có thể vừa lòng thỏa nguyện. Lúc y bị cô nghiêng qua phía tay mình chợt tỉnh, trực giác nói cho y biết, cô ở bên gối kia cũng đang ngắm nhìn mình. Y không biết vì sao cô lại khác thường vậy, nhưng vì hành động đó mà y lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Không phải là cuối cùng nàng ấy đã phát hiện thật ra bình thường mình cũng được xem là không tệ. Trên đời nào chỉ có hòa thượng mới có bộ mã đẹp trăng. Y cảm thấy toàn bộ tinh lực của mình đều quay về, đồng thời, dường như còn tràn trề xưa nay chưa từng có. Giờ phút này, canh bốn dạng sáng, tứ chi bách hài của Y, trong mỗi một tấc gân cốt, thậm chí đến cả cọng tóc cuối cùng, đều có sức lực mạnh mẽ như cơn sóng, vì cô ngưng mắt tiến lại gần mà trở nên càng thêm mạnh mẽ, như con rồng ẩn nấp ngầm rít gào, muốn thoát khỏi giam cầm ban đầu y tiếp tục giả như ngủ say, không dám mở mắt, sợ kinh động cô. Y âm thầm bắt đầu chờ mong bàn tay cô có thể vuốt ve mặt mình. Y chắc chắn sẽ vờ như hoàn toàn không hay biết, cô muốn đụng chạm thế nào, thì để cô đụng chạm thế đó, bao lâu đều được. Nhưng chẳng biết tại sao, bàn tay kia rõ ràng đã dò dẫm đến gần, nhưng cứ dề dà chưa đáp, ngay tại sờ nhẹ đến hắn gương mặt trong nháy mắt đó, rụt trở về. Gần như là phản ứng theo bản năng, y đưa tay, bắt lấy. Đủ rồi, đã đủ, y muốn muốn đụng chạm y của cô, đã cho y sự cổ vũ và lòng tin tận cùng. Lời thề son sắt các thứ, hà quyết tâm giữ khoảng cách với nàng các thứ xá là gì, đêm qua chỉ vì muốn giữ lại nàng đã hứa hẹn chỉ ngủ thôi, xá là gì chứ thật sự cũng nào phải là lừa dối, lúc ấy y thật sự hà quyết tâm mà nói ra suy nghĩ trong tim ngay phút ấy cơ mà. Có điều trước khác giờ khác thôi, lúc ấy, y nào biết, nữ tướng quân giết người không chấp mắt này cũng sẽ bị dung mạo của y mê hoặc đưa tay muốn sờ mặt y chứ. Rốt cuộc thúc thần huy đã đưa cô vào gian phòng trong văn lâm các ở trốn hoàng cung. Một chốc trước, người cô đã mềm nhũn, hai tay quấn ôm lấy cổ y. Y đã đạt được sự phục tùng của cô. Với y mà nói, điều đấy vốn là một hương phấn cực kỳ lớn và trải nghiệm vô cùng kích thích mới mẻ. Lại nghĩ rằng y cưới cô vốn là vì đại ngụy. Đêm nay trời xuôi đất khiến, ở đây, nơi thực tế đưa ra những chính lệnh của ngụy triều, cũng là nơi trước đây y định ra kế hoạch cầu hôn lại ngoài dự kiến đạt được sự thuận theo và đáp lại từ cô vậy phải chăng là một thứ báo hiệu y đã chắc chắn tâm tưởng sự thành việc y cưới cô là lựa chọn trời cao đã định trong số mệnh vào lúc y còn chưa biết cô là ai là người như thế nào cô gái tên khương hàm nguyên này đã là người được định trong số mệnh y y bị y nghĩ hoang đường chợt này trong đầu mình càng làm tăng hưng phấn và kích thích đã là trời cao định trong số mệnh, vậy thì việc còn lại, cũng chỉ là y lấy thân phận đàn ông thuần túy nhất, đi chinh phục cô gái tướng quân này, hoàn toàn chinh phục, để cô không còn là tướng quân, mà biến thành người của y. Y tuyệt đối không thể như mấy lần trước, thua hết lần này lại đến lần khác trước mặt cô, quân tan lính giã. Dù cô chưa từng biểu lộ nửa phân bất mãn ra mặt, nhưng một vị tướng quân, sao có thể để mắt viên bại tướng dưới tay, chứ đừng nói là lúc thắng lúc bại. Giờ dạng sáng, trong hoàng cung tối đen, bóng đèn trùng điệp. Một con mèo đêm nấp trong góc ngự viên lúc ban ngày đã như tên rời cung, từ một góc mái hành lang phía nam văn lâm các nhảy qua, kêu một tiếng vừa thấp vừa thâm trầm lạc kỳ. Lý Tường Xuân đã lớn tuổi, nhiếp chính vương không cho ông trực đêm. Xong tối nay lão thái giám lại tự mình canh ngoài lầu các phía nam. Ông đang ngồi dựa, nhắm mắt cúi đầu, không nhúc nhích, lúc con mèo chạy qua, ông từ từ mở mắt, khó trương bảo và một tiểu hầu khác hai bên cả hai choàng tình, còn ngái ngủ. Hình như có con mèo mới nhảy từ tiền các qua, các người đi xem thử, nếu vẫn còn đó thì đuổi đi, rồi về chỗ ngủ đi, ở đây có ta trông chừng được rồi. Trương Bảo và tên kia nghe vậy mừng quá, thầm cảm ơn con mèo xông vào cung kia, đến chỗ lão thái giám nói dạo qua một vòng, không thấy, ngáp một cái, chạy về ngủ. Lão thái giám đuổi người đi coi con mèo, một mình ngồi dựa vào lại, nhắm mắt như nhập định, mãi đến cuối giờ dần, động tính sâu trong các ẩn hiện như có như không kia hơi thở mới từ từ yên ổn chậm rãi như gợn sóng biến mất dưới bầu trời đêm rốt cuộc y tự nhận đã biểu hiện đủ để rửa sạch nhục nhã lấy được lòng nàng thật sự là đến phút cuối cùng y cũng đã kiệt sức không chịu nổi vào lúc này chốt nến tàn trong gian trong cũng đã tắt y chưa thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt và thần thái giây phút cuối cùng không khỏi tiếc nuối nhưng tiếc núi ấy cũng để y được đền bù bằng một cách khác. Trong bóng tối, y cảm thấy cơ thể cô bị mình đặt dưới người thoảng như biến thành một cây cung bị kéo căng đến cùng cực, một tay cô níu chặt cổ y, tay kia ôm tấm lưng rộng lớn của y, ép chặt cả người y về phía mình. Sức mạnh níu cổ ôm lưng ấy, dường như muốn y không thở nổi, nhưng y lại cực kỳ thoải mái, ước gì nàng ấy có thể quấn mình chặt hơn chút, cuốn lên người nàng ấy, y cũng tình nguyện trong tai y nghe thấy âm thanh cực kỳ kiềm chế mà cũng uyển chuyển vô cùng phát ra từ cuống họng cô thứ tiếng gợi y nhớ đến khúc ca sâu xa mà thăm thẩm theo gió mềm tung bay quyện cùng sợi tóc mưa trong đêm xuân ngõ hẻm ướt át thành trường an kia nghĩ đến đêm nay chính mình là người kéo căng cánh cung quý là nàng chút tiếc nuối vì chưa thể đích thân nhìn thấy thần thái mềm dẻo của nàng ấy bỗng được bù đắp cực lớn cả hai đều tắm trong mồ hôi nóng ướt đến khi cơ thể quấn quít cùng nhau một chỗ rốt cuộc cũng đã tách ra Cô yên lặng ngả xuống gối, y cũng cực kỳ mệt mỏi, lười cử động, cho đến khi nhịp tim và hơi thở dốc từ từ yên bình trở lại, mới rút ra một góc quần áo không biết là của y hay của cô vừa cười, giúp cô lau mồ hôi trên người, rồi lung tung lau mình, ngó sắc trời ngoài cửa sổ, có lẽ thừa lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà dành thời gian dưỡng lại chút tinh thần. Y ôm cô vào lòng, nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Y có phần ưa thích cô gái nhà họ Khương mà mình cưới về này trước khi đầy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, y mơ màng thầm nghĩ. Một giấc này, chờ đến khi y tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Có điều, vẫn còn đủ thời gian, hôm nay không chiều nghị, cuộc thi xuân giờ thì bốn khắc bắt đầu. Lúc y còn chưa tỉnh táo, lòng còn suy nghĩ, tay chân vô thức sờ qua bên cạnh, thấy trống trải, chợt tỉnh hẳn. Y mở mắt, thấy cô đã xuống giường. Y phục của cô có lẽ đêm qua đã bị vấy bẩn cả, hiện giờ chỉ khoác đại món đồ lót của y, đối với cô có phần hơi lớn, vạt áo chấm đến mắt cá chân cô. Nắng sớm còn tờ mờ, cô dựa chăm chú ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Y xuống giường, tùy ý cô món quần áo quấn phần dưới bụng, lập tức đến phía sau cô, khép cửa sổ, ôm eo cô từ phía sau. Bên ngoài có cảnh rất đáng xem mà. Tỉnh rồi, thì dậy đi. Cô xoay người, mỉm cười với y. Trời đã sáng, giờ này mà còn về phủ thay y phục e không kịp. Lý Công Công đã phái người về vương phủ lấy y phục hôm nay chúng ta cần mặc, đợi lát sẽ đưa đến. Thúc thận huy không bận tâm mấy, những việc vụn vặt, Lý Tường Xuân tự xem mà làm cho ổn thỏa, vốn dĩ không cần y hao tâm tổn trí. Nắng sớm chưa rõ, y mượn ánh sáng mở nhạt quan sát cô một chút, quan tâm hỏi cô có mệt chăng. Cô lắc đầu, y đưa tay ôm một ôm trọn cô, đè xuống giường, trêu chọc. Còn ta thì đêm qua có mấy phần mệt mỏi đây này, y phục còn chưa đưa đến, hay Vương Phi lại ngủ với ta một lát đi. Khương Hàm Nguyên tiện tay một phát đẩy y ra, xoay người ngồi dậy, che kín lại vạt áo. Y bị cô đẩy quay mấy vòng trên giường, đến vòng cuối, suýt thì rơi khỏi mép giường, chìa một tay chống cạnh giường, dừng người lại. Còn chưa dừng hẳn, y như thấy thú vị, trầm thấp cười hì, thuận đà xoay người nhanh nhẹn nhổm dậy, trở tay, kéo cô ngã xuống giường. Quả là vô tình, sao hả, mới qua một đêm, đã trở mặt không nhận ta. Tấm bình phong bị gõ vang, có tiếng Lý Tường Xuân truyền vào, nói Trang Thị mang y phục hai người đến. Y nghe thấy, mang theo mấy phần ảo não, lắc đầu, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa cô nữa, liếc sắc trời, rất nhanh buông cô ra, tự mình xoay người đứng dậy, thu thần sắc cười đùa, nói. Cũng đúng, nên sửa soạn rồi, chậm chế nữa thì muộn mất. Khương Hàm Nguyên ngâm cả người trong thùng nước tại bốc đầy hơi nóng trên người cô vẫn còn rõ vết tích đêm qua y để lại, cô không muốn để Trang Thị nhìn thấy, tự tắm rửa sạch sẽ xong ra thay quần áo. Phía bên kia thúc thần Huy cũng đang sửa soạn. Thay y phục xong, y liền trở lại dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng, đêm qua ngay ở trong văn lâm các này, đã xảy ra một chuyện hoang đường bực nào. Lúc này trời cũng đã sáng, ở sân quân Hoàng gia góc Tây Bắc Hoàng Cung, ẩn hiện tiếng chống trận ầm ầm truyền đến cuộc thi xuân sáu quân mở màn. chương 47 Sao xuân tái, một nghi thức tế lễ thần linh vào mùa xuân. Quốc gia đại sự, ở tế tự và quân đội, đại ngụy từ khi lập nước đến nay, đối với chuyện thi tập của quân đội và võ bị dĩ nhiên cực kỳ coi trọng. Thi tập của quân ngụy triều chia làm hai loại, một là thu xả, hai là xuân tái. Khác với thu xả, là tập hợp đủ đại binh cả nước, điều động cả một đội quân 20 vạn người, bình thường chỉ có cổ vũ trước lúc chiến tranh, hay là khi hoàng đế cho rằng có tình huống cần thiết khác mới có thể tổ chức, còn cuộc thi xuân lại được ấn định thành thủ tục quen thuộc, quân các nơi tự tổ chức thao luyện, thường tổ chức vào mùa xuân hàng năm. Trong đó, quy mô lớn nhất, quy cách nghi thức cũng cao nhất, đương nhiên thuộc về cuộc thi xuân 6 quân Trường An. Năm kia, Minh đế băng hà, thi xuân gác lại. Năm ngoái vì thiếu đế kế vị chưa lâu, mọi việc còn phức tạp, cũng không thể tổ chức. Cho nên, Cuộc thi xuân sáu quân năm nay chính là gần 3 năm mới khôi phục lại, đương nhiên quy mô càng thêm long trọng hơn trước. Ngoài triệu tập lĩnh quân, hộ quân, tà hữu vệ kỵ binh các đội quân vệ thường quy của Trường An, quân các bộ chú đóng tại xung quanh kinh kỳ Trường An, cùng toàn bộ phái viên nhận lệnh, lần lượt đến Hoàng Đô một tháng trước, tiến hành tập luyện hội thao cùng nhau chọn ra đội ưu tú. Đội vệ binh và quân sĩ các bộ chọn ra cuối cùng tham dự trên sân thi duyệt hôm nay là từ trong con số hàng vạn đại giáo trường Hoàng gia nằm ở góc Tây Bắc Hoàng cung, xây dựng dưới chân núi, khu vực thoáng rộng, lúc Khương Hàm Nguyên đến, quân vệ các bộ đã bày trận chờ đợi. Chỉ thấy dọc theo chân núi tinh kỳ liên miên, đỏ vàng đen ba màu che khuất bầu trời, nhìn lại, khắp nơi như mây cuốn không nhìn thấy bờ, chiến sĩ xếp hàng với khôi giáp trên người và trường kích trong tay lấp lánh tỏa sáng dưới nắng, trói lọi càn khôn. Ngày hôm nay thiếu đế thúc tiền cả người nhung trang, áo nhung làm cậu bừng bừng nổi bật đầy khí khái hào hùng. Cậu cưỡi trên một chiến xa bằng vàng ngọc sáu chỗ, phía trước là sáu thất thần tuấn, đều là ngựa trắng bầm đỏ, cực kỳ hiếm thấy, chỗ ngồi trên chiến xa của cậu và trên nóc mạ vàng khảm ngọc, chạm rồng mai hồ, theo bánh xe tiến lên, ánh vàng ngọc trên thân xe rực rỡ dưới ánh mặt trời, tôn vị đế vương, đương thời không có kẻ thứ hai. Nhiếp chính vương kỳ vương chú của cậu cưỡi xe lớn bằng vàng năm chỗ, nối đuôi theo sau. Cưỡi ngựa theo sau, là hiền vương, chư vương và trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, tướng và bá quan sáu bộ, đội ngũ tráng lệ, nhân số hơn ngàn. Xung quanh chiến xa Ngọc Thiếu Đế đang ngồi, phía bên kia còn có đội 81 nghi vệ chọn lọc kỹ do tướng quân Cấm Quân Lưu Hướng dẫn đầu cầm kích cưỡi ngựa xếp hàng đi theo. 81 người khôi giáp tươi sáng, mỗi vị đều anh vĩ khỏe khoắn, như chúng tinh cùng nguyệt, phát huy việc tôn lên ngôi vị thiên tử trên vạn người đến vô cùng tinh tế. Lúc chiến xa được 81 hộ vệ bảo vệ xuất hiện nơi lối vào đại giáo trường, Trung quanh kèn trống cùng vang, cả vạn vệ quân sắp hàng trình tề, như kiến tụ tập, dưới sự chỉ huy, cùng hướng về phía thiếu đế hành lễ, hô to vạn tuế. Vảy giáp và đao kích va chạm theo động tác, phát ra tiếng vang đều nhịp như tiếng sấm rền, cùng âm thanh vạn tuế chấn động điếc tai, kéo dài không thôi, bay thẳng lên trời xanh. Phô trường uy nghi ấy, chỉ có đại quốc khí phách mới có năng lực thể hiện. Cả đám đại hách vương hôm nay được mời đến xem lễ hoa mắt thần mê, đầy rúng động mà giờ phút này, không còn nghi ngờ, trong vạn người, tiêu điểm vinh dự duy nhất, ngoài vị đương kim hoàng đế thiếu niên đại ngụy, chẳng còn một ai. Ngay cả nhiếp chính vương kỳ vương ngày thường chấp trường chính lệnh làm bá quan ngưỡng vọng, giờ cũng lẫn vào đám sao trời vây quanh trăng kia, lu mờ không tỏa sáng. Lan Thái Hậu ngắm thấy, nhìn đứa con mình cuối cùng cũng lộ ra vẻ uy nghi của thiên tử, lộ rõ vui mừng còn thêm mấy phần mỉm cười đắc ý ra mặt. Đồn ý thai phi tuổi đã lớn, những cảnh thế này không đến tham gia náo nhiệt. Hôm nay nữ quyến trong cung được đến giáo trường là nhờ Thái Hậu. Bà ngồi ngay ngắn ở ngôi vị, trên đỉnh đầu che lọng cờ cao mấy trượng hoa lệ. Bà đưa khóe mắt quét nhìn, lướt qua nhiếp chính vương phi, đại trưởng công chúa, vịnh thái công chúa và bọn vương nữ đại hách với thân phận khách quý cùng dự, bên môi lại lộ một sợi vui cười. Thiếu đế cùng nhiếp chính vương dẫn bá quan và quan khách đại hách vương ngoài kia toàn bộ ngồi vào chỗ, cuộc thi xuân hôm nay bắt đầu. Theo chương trình cố định, hội thao của vệ quân các bộ sẽ biểu diễn thao luyện và quân dung thường ngày. Nội dung là xa trận, mã trận, bộ trận các loại, song xuôi, sẽ chọn người giỏi giữa các vệ quân so tài, thi cưỡi ngựa bắn cung, tấn công đối kháng. Cuối cùng, trong vạn người chọn một kẻ thắng, phong quán quân của sáu quân, được hoàng đế ngợi khen. Mà trước khi bắt đầu mọi thứ, dựa theo lệ cũ năm trước, sẽ do hoàng đế hoặc là người hoàng đế chỉ định, bắn ra mũi tên đầu tiên, đưa thủ tiễn lên chiếc quân trống nhỏ bằng da hưu đứng vững vàng trong sân kia, ngụ ý phụng thiên thừa vận tứ hải giai phục. Năm nay là cuộc thi xuân lần đầu từ khi thiếu đế kế vị, đây là một cơ hội cực kỳ tốt có thể giúp cậu lập uy trước mặt sáu quân và bá quan, dĩ nhiên thiếu đế sẽ tự mình bắn mũi tên này. Bình thường cậu vốn vẫn tập luyện kỵ xả, thành thạo bắn cung, song Lan Thái Hậu và mấy lão thần trong triều vẫn còn bận tâm, sợ nhỡ ra trận sinh biến, bèn nghĩ một cách, âm thầm làm mặt trống nhỏ lớn hơn, thế sẽ lợi cho thiếu đế bắn chúng. Tuy chiếc trống nhỏ được nghiêm ngặt chế tạo theo lễ pháp thượng cổ, chu vi kích thước đều có quy chế, nhưng lén làm lớn hơn, đặt ở khoảng cách cao xa trong đại giáo trường trận thi xuân này cũng như giọt nước trong biển, đến chừng đó, e không ai nhìn ra manh mối. Với việc an bài này thiếu đế đã phản ứng kịch liệt, kiên quyết không nhận, bảo thà rằng không bắn chứ không muốn thay trống. Bọn Lan Thái Hậu vốn đã gửi hy vọng vào nhiếp chính vương, muốn y đi thuyết phục thiếu đế, nào ngờ nhiếp chính vương cũng bác bỏ cách ấy. có điều để bảo đảm không xảy ra chuyện bất ngờ, bắt đầu từ mấy tháng trước, trong cung đã dựng lên chiếc chống về độ cao kích thước và chất liệu đều gần như giống với chiếc trống hôm nay. nhiếp chính vương tự dành thời gian đôn đốc dạy dỗ. lan thái hậu hơi bất mãn với y, thấy y quá dung túng thiếu đế, không khỏi không đủ coi trọng ý nghĩa một mũi tên này đối với thiếu đế. nhưng y đã rất khoát giải quyết, bà cũng không thể tránh. May mà sau đó có nghe nói thiếu đế luyện chăm phát chăm chúng mới yên tâm, hôm nay ngồi yên xem, cuối cùng một mũi tên của thiếu đế này sẽ bắn đến đâu. Quan xét duyệt chủ trì cuộc thi xuân hôm nay là binh bộ thượng thư cao trúc. Ông triều phục mũ quan bằng lông, cất bước đến khán đài, về phía thiếu đế đang ngồi chính giữa hàng đầu trên cao. Một tướng quân sáu quân thân mặc minh giáp hai tay dâng một mũi tên vàng cột dây tơ hùng theo sát phía sau. Đến trước chỗ ngồi của thiếu đế, cao trúc hành lễ xong, cất cao giọng. Cung thỉnh hoàng đế bệ hạ di giá cung đài, vì cuộc thi xuân đại ngụy ta hôm nay bắn mũi tên mở màn. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, đại ngụy diễu võ dương oai, công vô bất khắc sao. Sao tấn công không bị khắc chế? Giọng ông vừa dứt, vị tướng quân cầm tên quỳ một gối, nâng kim tiễn lên đỉnh đầu. Thiếu đế tiếp tục ngồi chốc lát, rốt cuộc, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi chỗ, bước đến hai bước ngay lúc người người đều cho rằng cậu sẽ nhận lấy kim tiễn đến cung đài bố trí tạm trong giáo trường, thì phát sinh một cảnh chẳng ai ngờ. Cậu chợt dừng bước, chuyển sang đài phía tây. Nơi đó, dù lỏng gấm vóc, là chỗ nữ quyến trong cung hôm nay xem lễ. Trường ninh tướng quân Khương Hàm Nguyên tiến lên nghe lệnh. Thiếu đế lên tiếng, qua một vị quan truyền lời bên cạnh truyền xuống, biến thành trục, trục thành trăm, trăm thành ngàn, rất nhanh, người có mặt đều biết sáng nay thúc thận huy và khương hàm nguyên sau khi vội tách ra liền ở cạnh hầu giá thiếu đế ngay lúc này y đang ngồi cạnh vị trí thiếu đế trên kia như một người ngoài cuộc đang yên lặng chờ xem cậu ta lấy tên bước lên cung đài bỗng nghe cậu lên tiếng không hề có chuẩn bị trước không khỏi khẽ giật mình cậu ta luôn vậy những người còn lại trong giáo trường càng bất ngờ trên có văn võ bá quan xuống đến quan tướng sáu quân nhao nhao xoay cổ nhìn về hướng thiếu đế đang chú ý Khương Hàm Nguyên đang ngồi xem ở góc đài phía tây, cứ thế, đột nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của toàn giáo trường. Thân là võ tướng, đối với cảnh tượng ngày hôm nay dĩ nhiên cô cũng thấy hứng thú. Nhưng chẳng có chuyện gì của mình, cô đã chuẩn bị xong việc thuần túy đứng ngoài quan sát, thưởng thức con em sáu quân Trường An rồng cuốn hổ chồm, cạnh tranh cao thấp là thế nào. Bỗng được thiếu đế gọi đến, không hiểu nổi, tự dưng vào lúc này ngài ấy làm vậy là ý gì. Cô hơi khựng lại, thấy đám lan thái hậu, trưởng công chúa, vịnh thái công chúa đang nhìn mình, yên lặng đứng dậy, theo một nghi quan vừa đến gần dẫn đường, dưới ánh nhìn của đám người sau lưng, bước tới. Cô tưởng Thúc Thần Huy đã biết, trong lòng hơi có chút lạ lẫm lướt qua. Cả một đêm thật dài hôm qua, y váng đầu à, chỉ lo chuyện khác, chẳng đá động gì đến việc này, chẳng biết đến cùng là ý gì, lại không bảo cô trước để chuẩn bị. Cô đến gần, liếc y bằng ánh mắt trách cứ, thấy y cũng đang nhìn mình. Khi hai người bốn mắt chạm nhau, cô mới rõ. Y cũng chẳng biết trước. Thiếu đế đang ở bên cạnh. Khương Hàm Nguyên thu ánh mắt từ thúc thận huy về, hành lễ. Thiếu đế đợi nàng đứng lên, nói. Khương thị cả nhà trung tiết. Đại tướng quân mấy mươi năm như một ngày, thay mặt triều đình ngự thủ nhạn môn, biên tái có thể vững như thành đồng. Tướng quân trường Ninh Khanh cũng không thua kém là bao, lương ký ngàn dặm, dũng quan tam quân sao. Hôm nay mũi kim tiến cuộc thi xuân này, chấm đặc biệt ban cho khanh để khanh thay mặt chấm bắn vào trống gia hưu lấy đó khích lệ thiên quân của ngụy triều ta sao người tài lương trong ngàn dặm uy dũng nhất trong ba quân tướng sĩ đại ngụy ta nếu trên dưới đồng lòng người người đều như đại tướng quân và trường ninh tướng quân đây xuất trận trận nào không phá tác chiến chiến nào không thắng thần sắc thiếu đế đầy trang trọng vừa nói xong được truyền xuống vạn người im ắng ban thưởng giác bào cho trường ninh tướng quân. Lời thiếu đế vừa dứt, một người hầu bước nhanh đến, cung kính nói. Mời tướng quân theo nô tới chỗ này. Khương Hàm Nguyên đã tỉnh táo lại sau kinh ngạc, theo bản. Nàng liếc qua thúc thận huy đang ngồi đối diện lần nữa. Thấy thần sắc y đã khôi phục như thường, y ngồi ngay ngắn, đối mặt với ánh mắt cô ném qua cũng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nhưng ánh mắt nhìn cô, lại ngậm nụ cười thản nhiên, dường như có mấy phần cổ vũ khương hàm nguyên hơi bối rối cô nằm mơ cũng không ngờ tay thiếu đế tầm ngầm tầm ngầm đến hôm nay lại ra mặt vào lúc thế này cậu ta đã mở miệng cô há có thể chối từ thế là tạ ơn rồi theo người hầu đi nhận áo giữa sân đương nhiên có lều trướng cô vào một túp trong đó quả nhiên trong đó đã có chuẩn bị một bộ áo giáp mũ chiến giày chiến đầy đủ cô nhanh chóng buộc tóc dưới trợ giúp của hai thị nữ mang giáp đội mũ chiến xong rất nhanh bước ra hình dáng thay đổi hoàn toàn chiến giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời cô từ một phu nhân một chốc trước đột nhiên hóa thân về lại thành nữ tướng đại ngụy triều không có vay áo choi buộc cô sải bước như xưa nay trong quân bước tới trước mặt thiếu đế đưa hai tay tiếp nhận kim tiễn từ trong tay cậu lập tức xoay người cất bước đi tới cung đài đây là vinh quang bực nào trên dưới sáu quân người từng thấy qua mặt cô giải rác có thể đếm được các tướng sĩ đều chỉ biết cô là con của Khương Tổ Vọng, theo quân từ nhỏ, vì một trận chiến ở Thanh Mục Nguyên trước đây mà thành danh, triều đình tứ phong danh hảo tướng quân Trường Ninh. Thêm vào đó, cuối năm ngoái, cô được lập làm nhiếp chính Vương Phi. Nhưng sau khi được gả vào Trường An, ở sâu trong phủ không ra, cực kỳ ít khi lộ diện. Nhưng, trong sáu quân cũng đã truyền một tin đồn, nghe nói, ngay sau ngày đại hôn của cô và nhiếp chính Vương đã quang nhiếp chính Vương sang một bên, tự mình cải trang thăm viếng gia quyến của biên quân vùng nhạn môn, trùng hợp bị nhận ra. Rất nhiều người cực kỳ hiếu kỳ về cô, cuộc thi xuân hôm nay, dù cô cũng ra mặt nhưng ban đầu chỉ xa xa ngồi trên khán đài, muốn nhìn rõ hình dáng cũng nào dễ dàng. Trong lúc này, toàn bộ ánh mắt cả giáo trường, từ bốn phương tám hướng, cùng đặt trên người vị nữ tướng đại danh đỉnh đỉnh của bản triều nhìn cô xài bước đến cung đài trong sân. Lan Thái Hậu sợ ngây người, xanh mặt, tay chân lạnh băng bà thu mắt từ bóng lưng của khương hàm nguyên hầm hầm ngó thằng con mình thấy cậu ta đã ngồi lại về chỗ chăm chú ngó nữ tướng quân hoàn toàn không thèm nhìn qua mình bà lại quét mắt qua nhiếp chính vương mùi cạnh thằng con cặp mắt y cũng đang ngóng nhìn phía trước cho dù lan thái hậu bình thường không thể gọi là có ác ý với vị tiểu thúc này thậm chí trước kia lúc bà không được sủng ái trong hậu cung vì đứa con hoặc cũng vì hợp tính với y đã được y chiếu cố rất nhiều Bà còn từng có chút tình cảm xen lẫn cảm kích y, xong cho đến hôm nay, bà không thể không hoài nghi, đây phải chăng là một mưu đồ khác của tiểu thúc? Âm thầm bày mưu đặt kế, thì thiếu đế mới có thể ở trong tình huống không thể tưởng tượng được, ở trước mặt mọi người lại nhường cơ hội bắn trống cho vương phi của y. Phải biết rằng, cơ hội này đối với thiếu đế mà nói, ý nghĩa rất trọng đại. Lan thái hậu nhìn chăm chăm sườn mặt nhiếp chính vương không hề biểu lộ cảm xúc kia, thấy y luôn dõi mắt theo bóng hình đang bước nhanh đến cung đài đáy mắt bà mây đen dày đặc, lát sau, chuyển sang Lan Vinh ngồi cách y không xa. Em bà giờ cũng đang mắt nhìn phía trước, dáng vẻ trầm tĩnh ẩn nấp, hình như chẳng hề để ý đến tâm tình tồi tệ của bà chị trong giây phút này. Đương nhiên Lan Thái Hậu cũng biết mình không thể biểu lộ tâm tình quá mức, tránh rơi vào mắt người bên cạnh sẽ rước lấy chế diễu. Bà khép mắt, cuối cùng miễn cưỡng nén cơn giận, đè mọi tạp niệm đang tuôn ra trong lòng, tiếp tục ngó phía trước. Khương Hàm Nguyên đã bước tới trước cung đài, vững vàng bước lên, sau khi trụ vững, đưa tay, lấy cây cung khảm sừng đang treo trên kệ cung, ước lượng trọng lượng một chút, đây là mã cung tiêu chuẩn, nhẹ hơn cung nỏ của bộ cung. Cô lắp kim tiến, lập tức kéo cung, đến vị trí thích hợp, nhắm trống nhỏ đang đặt giữa đài cao ngất trên kia, không hề dừng lại, bắn tên. Mũi tên vẽ ra một vệt sáng màu vàng, thẳng tắp xé trời không, trong nháy mắt, bắn tới trước trống nhỏ, không nhưng không lệch mũi tên cắm ngay chính giữa tâm trống. Một đường tên này, vì phải cân nhắc các nhân tố như nắng chiếu trên đỉnh đầu, hướng gió lúc ấy, bắn lên cao, muốn bắn chúng dĩ nhiên không phải dễ. Nếu không, bọn Lan Thái Hậu cũng đâu cần khẩn trương, vắt óc tìm mưu giúp thiếu đế. Nhưng đổi lại, đối với người lâu dài tập cung pháp mà nói, cũng chẳng phải việc khó. Từ trong vạn chúng có mặt ở đây tùy tiện gọi một người ra, kết quả cũng sẽ tám chín phần sẽ thành, chủ yếu là điểm đích của mũi tên thôi. Huống chi, mục đích thiết kế đầu tiên của việc này xưa nay cũng không phải là muốn khó xử hoàng đế hay là người hoàng đế chọn chúng. Xong, tư thái và động tác cô kéo cung và bắn tên, nước chảy mây trôi, có mấy phần tùy ý không tự chủ của cô, ngược lại đã lộ ra một thứ bá khí ngoài ta thì còn ai. Mũi tên vàng cắm phập vào trống, trống vàng theo đó mà vang. Bốn bề đại giáo trường nổ ra một tràng hoan hô vang dội Khương Hàm Nguyên đứng một mình giữa cung đài cao cao, gió lớn phất trùm tua đỏ trên mũ chiến của cô, đầu tiên cô xoay người về hướng khán đài, bái lễ với thiếu đế xa xa, sau đó, quay mặt về tướng sĩ sau quân, đợi tiếng hoan hô dần kết thúc, cao giọng. Bệ hạ ban thưởng tên là vinh dự cực kỳ lớn của ta. Nhưng vinh quang này tuyệt đối không phải chỉ thuộc một nhà. Ở một họ của ta, ở biên tái nhạn môn nơi ta đến, còn có vô số anh hùng binh sĩ, bọn họ đều là đồng bào anh em của các vị, người người nhóm nhóm dũng sĩ, cam lòng vì đại ngụy, không màng sống chết. Hôm nay tiếng hô vang vọng nơi đây, lẽ ra là thuộc về họ. Giọng cô vang lên trong trèo, như chuông vàng truyền khắp bốn bề. Lời vừa buông, hơn vạn sáu tướng sĩ ở đây lại nổ ra một trận hô hào. Âm thanh còn càng thêm dâng trào hơn vừa nãy, như sấm sét ầm ầm rít gào ở một góc đại giáo trường. Hai, không hổ là tướng quân, Thiếu đế hưng phấn hô to một tiếng, suýt thì nhảy cẫng tại chỗ, giáp phiến trên nhung y trên người cậu kêu len keng, thấy trung quanh mọi người xôn xao nhìn lại, vẻ mặt khác lạ, cậu mới ý thức mình thất thố, theo bản năng liếc qua tam hoàng thúc bên cạnh, thấy cặp mắt ngài ấy vẫn đang dõi theo ngắm nhìn bóng hình trên đài đang nói, không chấp, hình như chẳng đoái hoài đến mình, thầm hô may quá, vội vàng ngồi xuống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 48, Khương Hàm Nguyên xuống cung đài được lễ quan dắt về lại khán đài chính giữa, đứng bên dưới, làm lễ tạ phục mệnh thiếu đế xong, quay về đài phái Tây. Không khí nơi đây thay đổi hoàn toàn. Mặt Thái Hậu căng ra, hờ hững tán thưởng đôi câu. Đại trưởng công chúa tươi cười, nịnh ngọt tiễn pháp cô cao minh, kỵ kinh tứ tỏa sao, hiển nhiên nhìn là biết có phần miễn cưỡng. Công chúa Vĩnh Thái và Tiêu Lâm Hoa mừng rỡ, nhất là Tiêu Lâm Hoa, một đôi mắt tỏa sáng, chăm chăm nhìn Khương Hàm Nguyên, ngắm nét mặt cô, Thật ước gì có thể bay đến cảnh cô mới phải. Khương Hàm Nguyên vẫn không đổi sắc, nhìn nàng ta cười nhẹ một tiếng, lập tức ngồi lại chỗ của mình, nhìn xuống đại giáo trường. Bắn tên vào trống ra hưu xong, chống trận lại vang, hội thao bắt đầu. Trận pháp sử dụng trong hội thao đều theo 64 trận binh pháp tôn mô mà sắp xếp, tướng sĩ tham dự hội thao cũng đều thao luyện qua nhiều lần trước đó, hôm nay phối hợp thuần thục, bộ trận, xa trận, mã trận, từng trận diễn luyện mấy ngàn tương sĩ áo giáp sáng loáng, theo hiệu lệnh, xếp hàng diễn thế trận các loại, đồng thanh hô lớn, ở giữa lại có chiến xa va chạm, ngựa phi nhanh, bụi đất cuồn cuộn bay, quang cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đừng nói đám đại hách vương, đến cả thiếu đế cũng xem không rời mắt, sau tiếng chống trận ầm ầm kết thúc, chính là cuộc thi đoạt danh hào quán quân 6 quân năm nay. Cảnh hội thao dĩ nhiên hùng vĩ, bình thường hiếm thấy, nhưng đối với một số người có mặt hôm nay mà nói, vở kịch chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Từ bao năm qua, phàm là người đạt danh hảo cuộc thi xuân sáu quân, đều được nêu cao tên tuổi, sau đó thăng quan tiến chức, không chỉ thế, cấp trên trong bộ doanh cũng được mở mày mở mặt. Cộng thêm năm nay lại là 3 năm mới khôi phục lại, ở trong tình cảnh này, được ra mặt vẻ vang trước mặt đương kim thiếu đế, phàm là chỉ cần có mấy phần thực lực, ai mà không âm thầm xoa tay hăm he kích động. Các doanh của sáu quân Trường An đều tiến cử ra một số vị mạnh của bản doanh số lượng trước đây lên đến mấy trăm, trải qua mấy vòng đỏ sức, đã đào thải nhiều, hôm nay cuối cùng đứng ở đại giáo trường tổng cộng còn 8 người. Đến bước này, 8 người cuối cùng được chọn, xét về hãng cung tiễn dĩ nhiên đều là cao thủ, tiếp đến không còn tỷ thí, bốc số chia tổ xong, trong tiếng chống trận, trực tiếp chia hai phe thi đấu, sau mấy vòng, cuối cùng quyết ra hai người, tranh đoạt danh hào quán quân hôm nay. Hai người đó, một là Trình Sung, đến từ Cấm Quân, là thủ hạ của Lưu Hướng, đương nhiệm đội trưởng. Người kia là Mạnh Xuyên, là địa môn ti lan vinh đề bạt lên thuộc hạ. Hai người có thể từ trong mấy trăm kẻ mạnh ban đầu trù hết tài năng, vượt cửa một lèo bước đến cuối cùng, dĩ nhiên đều là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh. Trận quyết đấu cuối cùng, để thể hiện đầy đủ thực lực hai bên nên cho phép dùng binh khí, nhưng quy định không được đổ máu, cũng chính là ý tư chú ý điểm dừng, nếu không, cho dù cuối cùng đánh bại đối thủ cũng sẽ xử thua. Trong hai người, xét về thực lực vẫn là trình sung chiếm ưu thế. Anh đến tôi lui, đấu mười mấy hiệp xong, mạnh xuyên dần dần không địch lại. Cố chống đỡ thêm mấy hiệp qua về, ăn một nhát, đầu đau trình sung điểm tới cổ họng anh ta trước, lập tức dừng lại. Một đạo ấy, nếu sâu thêm mấy phân, đối thủ ắt máu tươi tại chỗ. Theo lệ quy, cuộc tỷ thí này hẳn anh ta thắng. Xong anh ta tuyệt đối không ngờ, đối thủ chẳng những không nhận thua, ngược lại đột một nhào người ra trước một chút nếu anh ta không lui, mỗi đao sẽ đâm trúng họng đối phương, bèn theo phản xạ rụt tay về để tránh đao chạm họng. Nào ngờ ngay tích tắc đó, Mạnh Xuyên bắt lấy thời cơ, phi thân đá một cước vào giữa cùi trỏ anh ta. Anh ta thấy cánh tay tê dần, cán đao không cầm nổi, rơi xuống đất, ngay sau đó, một luồng sáng lạnh lia qua trước mắt, lưỡi đao đối thủ nhanh như chớp gác lên cổ anh. Đá nhường Vẻ mặt Mạnh Xuyên có phần đắc ý hạ giọng nói, lập tức thu đao. Cuộc thi kết thúc địa môn ti mạnh xuyên chiến thắng, được danh hào quán quân cuộc thi xuân 6 quân hôm nay. Vừa nãy vào phút cuối, gã lợi dụng quy tắc, biết đối thủ không dám đả thương mình, bèn mạo hiểm cố dướn cổ ra trước, động tác rất nhỏ mà toàn bộ quá trình lại cực kỳ nhanh, đã mưu tính thành công, đảo ngược thắng bại xong trong nháy mắt, cộng thêm ở trên sân trống trải lại xa, phần lớn người xem cũng không nhận thấy, chỉ biết gã phản kích trong cảnh hiểm nghèo, một chiêu thành công, thân thủ lưu loát tiếp đó người địa môn ti cùng nhau hò hét tán thưởng. Đến nỗi những người thấy rõ, dù thấy thắng mà không anh hùng, không khỏi khinh thường, song nghĩ đến địa vị hiện giờ của Lan Vinh, chẳng ai dám nói câu nào, cùng lắm chỉ buồn bực không nói, làm không nhìn thấy thôi. Thiếu đế hết sức hài lòng, triệu bên thắng đến gần, khen vài câu, hỏi họ tên, đến từ doanh nào, sau khi biết từ địa môn ti càng thêm vui vẻ, với Lan Vinh đến ca ngợi một hồi. Lan Vinh liên tục tạ ân, may mắn may mắn. Dựa theo lệ cũ, người cuối cùng nhận được danh hào quán quân sẽ cầm cờ cưỡi ngựa vòng một vòng quanh đại giáo trường. Chẳng lâu sau, mạnh xuyên người chiến thắng một tay giơ cao cờ đen của địa môn ti, một tay phóng ngựa quanh sân, ý chí hương phấn, cảnh tượng có một không hai. Trình sung sắp thành lại bại, đã thua còn gặp đối phương khoe khoang chiến công, kéo theo địa môn ti cũng cùng hưởng vinh dự, lòng càng hổ thẹn xuống đài xương tội với lưu hướng. Lưu hướng vừa rồi theo dõi sát, sao không nhìn ra, thấy thủ hạ bị thiệt thòi lớn, nhưng đối phương là người của Lan Vinh cữu phụ của thiếu đế, còn nói gì được nữa, đành nhận thua, vỗ vai anh ta an ủi. Không sao, lần sau ở trận khác thắng lại là được. Trên khán đài tâm tình thiếu đế rất tốt, không kiềm được nói. Thật nhìn không ra, thủ hạ của cậu lại có người có năng lực thế, cho thấy bình thường cậu dùng người cũng chọn lọc, không uổng công triều đình trọng dụng ông ấy. Tam Hoàng thúc ngài nói đúng không? Thúc Thận Huy nhìn bóng lưng Lan Vinh, cười hừ, từ chối cho ý kiến. Lúc này, một tiểu hầu hóp lưng lại như mèo, vội vàng đi tới trước khán đài, bẩm phò mã độ úy Trần Luân tìm nhiếp chính vương có việc. Thúc Thận Huy đứng dậy đi ra. Trần Luân chờ ở một góc khuất dưới khán đài, thấy y đi tới, bước nhanh ra đón chào, bảo anh ta vừa nhận được một tin khẩn 800 dặm từ phương Bắc đưa về. Có tung tích của sĩ thư. Thúc Thận Huy hỏi. Lần trước sau khi xảy ra chuyện ở Cấm Nguyền tung tích xí thư không rõ, đã điều động các trạm điều tra tại các tuyến giao thông quan trọng trên đường ra phương Bắc, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, người mãi không thấy tăm hơi. Cơ bản đã có thể phán định, trừ phi thật sự đã chết, nếu nói còn sống, có lẽ y đã chạy thoát bằng con đường hoang dã nào chưa từng biết. Quả nhiên, Trần Luân lắc đầu, nói không phải tung tích của xí thư, nhưng có liên quan đến gã là phụ trách trạm kiểm soát, tiêu lễ con trai đại hách vương điều động khẩn cấp người đưa tin đến Trường An, mang đến một tin. Bạch thủy bộ vương tám bộ, trước đây từng lén lút qua lại với bắc địch, muốn thừa cơ đại hách vương rời đi mà làm phản, may mà tiêu lễ trước giờ luôn già dặn, sau khi được tra trước khi đi Trường An sai anh ta tiếp nhận tạm thời việc chính sự, đã luôn trông chừng các bộ, kịp thời chấn áp. Bạch Thủy Bộ Vương sau khi chạy trốn đã dẫn người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiêu lễ một mặt tiếp tục tổ chức bình định, một mặt phái người đưa tin gấp cho phụ vương. Trước đây Thúc Thần Huy có nhận tin, nội bộ tám bộ không phải bền chắc như thép, cộng thêm bắt nguồn từ năm ngoái, Trường An liên tiếp xảy ra chuyện, lần này Đại Hách Vương đến, nhằm đề phòng nhỡ xảy ra chuyện, dĩ nhiên việc bảo vệ ông ta được thực hiện chu đáo chặt chẽ đến mức cao nhất, đến nỗi đêm về, ở ngoài hội quán Hồng Lư nơi Đại Hách Vương ở, Trần Luân cũng bố trí người của mình bảo vệ nghiêm ngặt, nói rồi bay không lọt cũng không hề khoa trương. Phía bên này không xảy ra chuyện, ai mà ngờ phía tám bộ lại nổ ra nhiễu loạn. Thúc thần huy quay lại, ngồi vào chỗ một lát, mảnh xuyên địa môn ti kia cũng đã diễu hành xong, cuộc thi xuân lần đầu từ khi thiếu đế kế vị xem như là kết thúc mỹ mãn. Tiếng trống vàng lại nổi lên, trong tiếng hô vạn tuế, tướng sĩ khắp nơi cung kính tiễn đưa đoàn người thiếu đế nhiếp chính vương rời sân. Đại hách vương biết tin một lát trước, không khỏi lo lắng. Nhiếp chính vương đại ngụy hứa hẹn, nếu tám bộ gặp nạn, chắc chắn sẽ xuất binh viện trợ. Đây chính là mục đích chuyến này của ông ta. Về phần thông gia, hôm đó, Hiền Vương nước Ngụy tự mình nguyền truyền nhắc nhở, bảo nhiếp chính vương cực kỳ kính trọng vương phi điện hạ, biết rằng ý đẹp, nhưng không thể nhận. Đại hách vương có mốc mấy cũng hiểu, không phải ý là sợ vợ sao. Tuy tiếc nuối, nhưng cũng hết cách, đành từ bỏ ý định. Mãi đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy tướng quân trường ninh nhiếp chính vương phi, điểm tiếc nuối còn sót lại cuối cùng cũng không còn. Vương Phi như thế, thảo nào nhiếp chính vương kiêm nể. Nếu đổi lại là mình, e cũng không dám làm loạn. Hiện giờ mục đích đã thành, phía hậu phương xảy ra chuyện như vậy. Tuy có trường tử đã chấn định cục diện, song ông cũng ngồi không yên, tìm nhiếp chính vương nói rõ ngày phải khởi hành quay về. Ngày đêm ấy, trong cung lại tổ chức cung yến, tiễn đưa đoàn đại hách vương. Đại hách vương có vấn vương trong lòng, ước gì có thể chắp cánh bay về ngay, nhiếp chính vương đại ngụy cũng có phần không quan tâm tâm tư chủ khách không hẹn mà cùng, tất cả đều không đặt ở buổi tiệc, đương nhiên, sớm kết thúc. Thúc Thận Huy sai người hộ tống Đại Hách Vương về hội quán nghỉ ngơi, bản thân đưa thiếu đế hồi cung. Cả ngày thiếu đế cảm thấy rất vui vẻ mãi đến giờ, bước thẳng, liếc qua Tam hoàng thúc đi cùng bên cạnh. Bình thường, trước khi tách ra mỗi ngày, ngài ấy sẽ hỏi vài thứ liên quan bài học hoặc là cảm nhận xử lý chính vụ thường ngày. Đêm nay lại không lên tiếng, yên lặng bước đi dường như đang suy nghĩ điều gì. Thúc tiền nhớ đến lúc ban ngày sau khi nữ tướng quân bị mình kêu ra, ánh mắt tam hoàng thúc như luôn dán lên bóng tim ấy, cảm thấy chiêu mình dùng hôm nay dùng thật hay, sau khi đắc ý, lại nghĩ cảnh bình thường lúc nào mình cũng bị ngài ấy gian dậy, bèn nảy ý, lớn gan hơn, không kìm được ý định danh mãnh gọi tam hoàng thúc một tiếng. Thúc thận huy đang nghĩ về Khương Hàm Nguyên, biết công chúa Vĩnh Thái Thiết Yến trong phủ đêm nay chia tay vương nữ, đã mời nàng ấy qua đấy không biết lúc này phải chăng nàng đã về chưa? Nghĩ đến nhập thần, ban đầu không nghe thấy. Thuốc tiền lại gọi, lớn giọng hơn, y mới giật mình, dừng bước nhìn lại. Bệ hạ có chuyện gì? Thuốc tiền tăng hắng. Cuộc thi xuân hôm nay, mũi tên kia của tướng quân trường ninh, nhiếp chính vương nghĩ thế nào? Thuốc thận huy nao nao, liếc thiếu đế, nét mặt cậu nhìn thì trưởng chặt đàng hoàng, còn ánh mắt lại xoay tít, đầy nghịch ngợm. Nhưng phút này tâm tình y không tệ, cũng thuận theo đứa cháu, khẽ cười nói. Hay vô cùng. Thiếu đế theo đuổi không buông. Thế thì nhiếp chính vương định khen thưởng tướng quân thế nào? Khẩu khí này, không kiềm chế chút nữa e là muốn tốc cả ngói nhà. Khuôn mặt thúc thần huy hơi trầm xuống. Bè hạ. Thúc tiền biết không ổn, liếu díu nhận lỗi. Tam hoàng thúc chớ trách, ta sai rồi. Nói xong, lập tức cúi đầu không dám hó hé, đi tiếp. Thúc thần huy thấy cậu ra vẻ đạo mạo, biết là giả vờ, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lắc đầu, ngẫm nghĩ xong bước theo hỏi. Sao hôm nay bệ hạ làm vậy? Đương nhiên thúc tiền hiểu y đang hỏi chuyện gì, nghe giọng điệu thì thấy y cũng không thật sự tức giận, thế là lại ngừng lên giải thích. Ta từng đắc tội thím ấy quá mức, chưa làm chút gì thực tế thấy bất an trong lòng, tự dưng đêm qua nghĩ ra cách này. Còn nữa, ta cũng muốn làm tam hoàng thúc vui, tam hoàng thúc à hẳn ngài cũng vui chứ nhỉ. Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thúc Thận Huy. Sao không cho ta biết trước? Nói thì Tam Hoàng Thúc cho phép à? Thúc Thận Huy nhìn đứa cháu một lát, bỗng nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Lần này, ngài làm vậy quả là không tệ. Thúc Tiền thở phào, mặt mày hớn hở. Đa tạ Tam Hoàng Thúc khích lệ. Biết vì sao thần tán thường ngài không? Hẳn là Tam Hoàng Thẩm sẽ xem xét đến sự ái náy của ta, sau này sẽ không trách ta nữa. Thúc Thận Huy khẽ gật, nói tiếp. Không chỉ thế, bệ hạ còn nhớ thần từng nói gì với bệ hạ chứ, ngự lòng người. Hành động hôm nay của ngài, chính là một bắt đầu của việc ngự lòng người cực kỳ tốt. Hôm nay ngài nói cũng không tệ, dù ngài không tự tay bắn mũi tên ấy, nhưng hiệu quả còn hơn xa việc ngài tự tay làm. Thuốc tiền ngần ra, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trần trừ đoạn thấp giọng nói. Tam Hoàng Thúc, chuyện hôm nay, ta thật sự không nghĩ xa đến thế ta cũng không hề sẽ dùng cách này dạy mà đối xử với tam hoàng thẩm. Hôm nay ta chỉ muốn hai người vui vẻ một chút. Giọng thúc thần huy ôn hòa, mỉm cười. Thần hiểu, chỉ là dùng chuyện hôm nay làm ví dụ, để ngài biết, cái gọi là ngự lòng người, đương nhiên là chuyện khó nhất trên đời, song cũng là chuyện đơn giản nhất. Ngài về đi, nếu có thời gian rảnh, tự suy nghĩ một chút. Được, ta nhớ rồi. Thúc tiền không còn tinh thần như một khắc trước, như quả cả bị ngâm xương, yếu siêu im lặng một lát, cuối cùng Lý Nhí đáp. Vừa lúc Thúc Thần Huy cũng đã tiến cậu đến trước tầm cung, dừng bước để cậu về nghỉ ngơi. Thúc Tiền Dầu Dĩ đáp lời, cất bước định đi, bỗng Thúc Thần Huy nhớ đến một chuyện, gọi cậu lại, lệnh cho người theo sau lui cả ra, thấp giọng. Bệ hạ, hôm nay ngài làm vậy, thần e rằng sẽ cho Thái Hậu không vui. Đêm nay có chỗ không tiện, mai ta sẽ đi gặp Thái Hậu bảo là ý của ta. Nếu bà có hỏi ngài cũng nói vậy đi miễn nhiều chuyện. Thúc tiền nói. Sao ta phải để tam hoàng thúc gánh thay ta chứ? Chính ta quyết định, dù có ai hỏi, ta cũng không thay lời. Giọng điệu cậu như có mấy phần nổi giận. Thúc thần huy ngó cậu một lát, chậm rãi gật đầu, nói. Tam hoàng thúc biết, chỉ là sau này, nếu có chuyện ngài không thể tự tác chủ trương, chỉ cần báo ta biết trước. Vâng. Thúc tiền đáp. Thúc thần huy đưa mắt dõi theo thiếu đế xoay người đi vào, lệnh kẻ hầu chăm sóc kỹ cho hoàng đế rồi chính mình xuất cung. Y cưỡi ngựa đi, một mạch về vương phủ, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi vương phi về chưa, người gác cổng đáp chưa về. Thúc thận huy bần thần ở cổng một lát, định đi đón nàng ấy, lại sợ sẽ bị chị mình nhìn thấu tâm tư mà ngượng, không khỏi mất mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng cố nhịn đi vào, thẳng đến thư phòng, căn dặn người, nếu vương phi về, lập tức đến đây thông báo. Y vào thư phòng ngồi xuống, định làm chút chuyện như thường ngày. Cuộc thi xuân kết thúc, Đại Hách Vương rời đi, là đến cuộc năm tuần mà y lên kế hoạch đã lâu, rất nhanh, trong nửa tháng là có thể đi. Việc gần đây rất nhiều, không cần cố ý đợi nàng. Chừng nào nàng về thì về. Mà đêm nay, dường như chuông đồng hồ cát hư mất, một khắc thôi mà mãi chẳng xuống bao nhiêu, việc cần làm trong tay, càng không hề tiến triển. Phập phòng không yên, không làm việc nữa, tìm bản tập viết của cô, ngắm chữ của cô, không nhịn được bật cười, lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Trang Thị tới. Thúc Thận Huy ngừng lên, nghe Trang Thị nói, công chúa Vĩnh Thái vừa truyền lời tới, bảo tối nay làm tiệc tiễn vương nữ, mọi người rất hào hứng, uống rượu cả, vương phi điện hạ bị khuyên không ít, nên hơi say, đêm nay sẽ ngủ lại nhà ngài ấy, bảo ngài cứ yên tâm, chớ nhớ nhung, mai ngài ấy sẽ trả người. Thúc Thận Huy gác bút trong tay, đứng lên, cất bước bước ra ngoài. Chế vậy rồi, Điện hạ muốn đi đâu? đón Vương Phi về phủ, ngủ lại ở nhà người khác, quá mức quấy dày. Y buông một câu, ra khỏi thư phòng. chương 49, Ngài không phải hắn, thúc thận huy đến phủ công chúa Vĩnh Thái. Y cũng không tính là người ngoài, không chút chờ ngại, trực tiếp được nô tử phủ công chúa dẫn đến bảo hoa tạ, ở sau nhà. Nô tử cung kính thưa, đây là chỗ công chúa giả yến tiếp nhiếp chính Vương Phi và Đại Hách Vương Nữ, ngoại trừ hai người, còn mời mười mấy công chúa và quý phụ nhân bình thường hay qua lại làm khách. Còn kêu một nhóm kỹ nhân trong nhạc phường bậc nhất Trường An đến, thổi kéo đàn hát, tiếp khách quý. Cách một cái hồ sâu trồng hoa phản chiếu ánh đèn sáng chói, thúc thận huy ngó khung cửa sổ tiểu lầu phía trước xây chính giữa hoa trì. Trên khung cửa sổ, thắp đèn sáng trưng, giờ đã là không còn sớm, cách một mặt nước, y cũng trộm nghe được tiếng sáo trúc xanh ca và tiếng cười nói vui đùa trong lầu truyền ra bóng người lờ mờ dao động sau cửa sổ. Y đi qua chiếc cầu gấp khúc dẫn đến thủy tạ, xuống lầu. Nô tử đi thông báo. Thúc thận huy chăm chú nhìn, chân chờ một lát. Thôi, ta sẽ đợi một lát, đợi các nàng ấy xong yến, người hãy báo là ta tới. Đại hách vương đi rất gấp, đêm nay Trần Luân phải cùng người. Hồng Lư tự chuẩn bị chuyến đưa tiễn ngày mai, có thể cả đêm không về. Y đương nhiên chẳng hề lạ lẫm trong phủ công chúa, dặn xong, đi thẳng đến một hiên các bên cạnh. Nơi đây là chỗ vợ chồng Trần Luân và công chúa dùng để hóng mát giết thì giờ trong ngày hè nóng bức. Hiện chưa tới mùa, mấy cửa sổ mỏng khả mây bốn bề khép chặt. Nô tử nói, công chúa và phò mã lâu rồi không vào phòng này, có khi quét dọn không chu đáo, e là hời hợt tiếp đãi mời y đi nơi khác nghỉ ngơi. Y lười đi nữa, cũng có lẽ chỗ này gần nàng hơn chút, chỉ gọi mang đèn đến. Nô tử cầm theo cây đèn hoa sen trên chiếc bàn bạc, y đi vào, không cần ai hầu bên cạnh, tự ngả người lên chiếc ghế mỹ nhân đặt bên trong, kê hai tay sau gáy làm gối, khép mắt, bắt đầu chờ đợi. Đợi lát, bên kia vẫn cứ ồn ào náo nhiệt, chẳng hề có dấu hiệu tiệc tàn. Y nhầm tính giờ, hẳn đã sắp qua giờ hợi, yến tiệc đêm nhà giàu hoành thành trường an thường thường trắng đêm cuồng hoan, mãi đến bình minh mới tan, đương nhiên y biết. Đêm nay Trần Luân lại không về, lẽ nào Vĩnh Thái thật sự muốn lôi kéo người chơi vui thâu đêm suốt sáng? y định gọi người vời Trần Luân về nhà, lại biết không ổn, suy nghĩ lang thang trong đầu một lát, cuối cùng đành từ bỏ, thay vì thế mở mắt đứng dậy, đi đến mở một ô cửa sổ khảm mây. Vừa mở, âm thanh từ phía thủy tả lọt vào thật rõ ràng. Y đứng thẳng, mặt đối diện với hồ nước phản xả ánh đèn lấp lánh, nghiêng tai, muốn phân biệt ra giọng cô từ giữa lời vui đùa hỗn tạp của đám phụ nữ đông đảo kia, song không có kết quả. Cứ thế, lại lặng lặng chờ giây lát, bỗng sau lưng có tiếng bước chân lộn xộn tiếp đó nghe giọng công chúa vĩnh thái vang lên tam lang nghe bảo cậu đến thúc thần huy quay lại thấy cửa bị đầy mờ công chúa vĩnh thái đi vào nhìn thấy y bèn cười phàn nàn tam lang cậu sao vậy đến cũng không báo một tiếng nếu vừa nãy không phải ta xuống nô tử báo tin ta còn không biết cậu đang làm gì thế thúc thần huy xoay người bước lại nói ta tới đón vương phi hồi phủ nghe nói mọi người vẫn còn đang uống rượu ta mới chờ ở đây công chúa ngó quanh lắc đầu từ lúc nào cậu lại đổ khờ ra vậy chỗ này đã biết bao lâu không ai dùng tối thui tối thít một mình cậu chờ đây làm gì là nhà ta không có chỗ nào khác cho cậu nghỉ chân nà thúc thận huy cười nói ta lười đi ấy mà mà ở đây vừa vặn thanh tịnh ta có thể nghĩ công việc được vĩnh thái công chúa dò xét không nói Thúc thận huy bị nàng ta nhìn khó tránh khỏi có phần chột giả, điềm nhiên như không mà giải thích. Đêm nay cung yến tàn sớm, ta về nhà cũng không có việc gì làm, nghĩ không muốn phiền đến tỷ, bèn thuận đường đến đón nàng. Công chúa Vĩnh Thái cười suy. Đi thôi, cậu đã tới, vậy ta sẽ thả tướng quân muội muội đi. Chỉ đáng thương cho lâm hoa vương nữ, còn tưởng đêm nay có thể ngủ chung với vương phi nhà cậu, mừng hụt một trận. Thúc thận huy theo công chúa qua nhà thủy tạ trong đó còn nữ quyến nhà khác, y dĩ nhiên không tiện đi vào. Công chúa bảo y chờ một lát, vào trong, ngay sau đó, trên tả có người mở cửa sổ, đám phụ nữ lặng lẽ thò đầu tranh nhau nhìn, châm phượng trên tóc các nàng, điểm sắc vàng lấp lánh giữa màn đêm. Y thản nhiên đứng, mặc những cặp mắt giòn lon long. Công chúa vĩnh thái nhiệt tình vô cùng, liên tục mời giữ lại, bảo, hiếm khi, phải chơi một đêm mới đủ, về phần tam lang, nàng sẽ tự chuyển lời. Khương Hàm Nguyên thứ nhất không có mặt mũi từ chối, thứ hai, nói thật, dù cho lúc cuối đêm qua cũng để cô biết tư vị chân chính giữa nam nữ giảng hòa, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao đám đàn ông trong quân doanh hễ nói đến chuyện ấy đều không biết mệt. Nhưng khoái cảm qua đi, sáng nay tỉnh lại, cô lại sinh ra một thứ cảm xúc trống rỗng. Trong tim như vắng vẻ, trôi nổi giữa không chung, không thể nào hạ cánh, càng hối hận sao đêm qua mình lại đối xử y thế, vì sao cầm lòng không đặng, cộng thêm công chúa nhiệt tình giữ lại, dứt khoát đồng ý lại không ngờ y sẽ đến đón các bà các cô chung quanh cũng đều uống không ít giữa mơ mơ màng màng nghe công chúa nói nhiếp chính vương tới đón vương phi ánh mắt ngó nhau cười không ngừng khương hàm nguyên làm như không nhìn thấy đứng dậy sống ở vùng biên cương nhiều năm mùa đông nghèo nàn để tránh cái lạnh có khi cô cũng uống rượu nhưng bình thường chỉ mấy chen ấm người là rừng đêm nay lại phá lệ công chúa vĩnh thái tử lượng kinh người liên tiếp mời rượu cộng thêm cô vốn cũng tính ngủ lại, vô thức mà uống rất nhiều. Thoạt đầu ngồi còn được, đứng dậy rồi mới cảm giác bước chân liêu siêu, nhưng không muốn ai nhìn ra, cố gắng như không, chịu tiếng cười đám phụ nữ sau lưng, tạm biệt vương nữ đang lưu luyến không rời, theo công chúa ra ngoài, quả nhiên, nhìn thấy y một mình đứng dưới thềm. Nào, vương phi của cậu, chị trả lại cho cậu, cậu phải trông chừng cho tốt đấy, nếu hôm nào lạc mất, cũng đừng tìm chị đây. Công chúa diễu cợt. Đa tạ tỷ, chị quay vào đi, không cần tiễn nữa. Thúc thận Huy mỉm cười nói, lập tức nhìn sang Khương Hàm Nguyên đang im tin thít, hỏi Han. Nếu nàng không còn chuyện gì nữa, đi nhé. Khương Hàm Nguyên dần dần cảm thấy hơi đầu nặng chân nhẹ, cũng biết các cô các bà đang ghé đầu bên cửa sổ nhìn trộm bên này, chỉ muốn đi nhanh chút, gật nhẹ, cất bước luôn, ai ngờ chân hơi quàng xiên, người trao đảo, dù lập tức tự lấy thăng bằng ngay nhưng y cũng đã kịp đưa tay qua, nhẹ nhàng ôm eo cô thấy cô vững vàng mới thả lòng. Lập tức gật nhẹ chào công chúa, hai người sóng vai bước đi. Sau lưng tuôn ra một tràng cười vang của các cô gái. Thúc thận huy bỏ ngựa, cùng lên cỗ xe ngựa của phủ công chúa với Khương Hàm Nguyên đi về vương phủ. Xe ngựa lộc cộc lên đường, hai người tiếp tục sóng vai ngồi chung. Y hỏi cô thấy thế nào rồi, cô đầy ái náy, bảo chỉ uống nhiều vài chén, đã quấy giày phiền Y đến đón mình. Nàng ngoại trừ vừa mới bắt đầu lung lay nhoáng một cái, hô hấp gọi hắn người thấy chốt mùi rượu bên ngoài, đi đường ổn định, đều không cần hắn đỡ, nói chuyện cũng là như thường, một đôi chồng mắt sáng lấp lánh, nhìn xem xác thực không có say rượu, liền cũng yên tâm giải thích. Cũng không phải là ta không để ngươi cùng các nàng cùng một chỗ tìm niềm vui, mà là ta tỷ các nàng đã từng như thế, ngươi lại mới tới, vạn nhất uống say, người sẽ khó chịu. Cô trầm thấp ừm. Bánh xe lộc cộc kéo theo xe ngựa không nhanh không chậm đi trên phố trường an chống trải trong màn đêm thúc thận huy ôm đầu cô tựa lên vai mình lại nói chuyện sáng nay bệ hạ bảo nàng bắn trước đó đúng là ta chẳng hề hay biết cho dù đã hết ngày đến giờ trong lòng y vẫn như còn lưu lại cảm giác kiêu ngạo rất sâu đậm kia viên nữ tướng khiến vạn chúng cả giáo trường ngả mũ bái phục là vương phi của mình cô không đáp y xoay mặt qua nhìn thấy cô đã rũ mi nhắm mắt đúng là đã ngủ thiếp đi. Thúc thận Huy bật cười, lắc đầu. Thật như em bé ba tuổi, nói ngủ liền ngủ, nhanh quá rồi. Y không nói thêm gì, để cô tiếp tục dựa vào mình ngủ. Cũng may vương phủ cách nhà vĩnh ra không xa, qua mấy con phố đã đến. Xe ngựa dừng ở cổng, thúc thận Huy nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, nhỏ giọng gọi. Cô hàm hàm hồ hồ ừ đôi tiếng, nhíu mày, mi mắt run run như muốn tỉnh nhưng dáng vẻ lại mở mắt không ra y tỉnh ngộ là nàng say rồi y không gọi nữa trực tiếp ôm người xuống xe ngựa đưa vào phồn chỉ viện đặt lên giường gọi trang thị tới hầu hạ chờ y tắm rửa xong xuôi bước ra cô đã được thay quần áo rộng rãi nhắm mắt người vẫn không tỉnh thúc thần huy cũng lên giường nằm cạnh cô mượn đánh đèn ngoài màn y tỉ mỉ ngắm cô vẻ say mà ngủ mất của cô cực kỳ khác với bình thường Lúc này cô mềm nhũn người như chẳng chút sức lực, mặc người chém giết. Thúc Thận Huy lại tiến gần hơn, ngửi ngửi. Đến hơi thở của cô cũng biến thành mùi thơm ngọt lịm. Thúc Thận Huy cố gắng đầy nhọc nhằn, cuối cùng cũng rời mắt từ chỗ vạt áo trước ngực bị lỏng ra của cô, kéo cao góc chăn giúp cô che lại người. Nàng ấy đang say, thấy vẻ khẽ nhíu mày của nàng cũng không phải rất dễ chịu, nếu y thừa cơ làm chuyện ấy với nàng, hẳn nàng sẽ càng thêm khó chịu ấy cũng không phải hành vi quân tử. Y thở một hơi thật dài, ngửa mặt nằm lại gối, nhắm mắt chốc lát, lại nhịn không được mở mắt, dừng mắt lên môi cô. Đêm qua, rõ ràng thấy nàng cũng rất tiêu dao, nhưng sáng nay tỉnh lại, lúc y y ân tình mà chiêu chọc, lúc ấy cũng khá được, coi như cũng cười đùa vui vẻ, giờ nghĩ lại, thấy nàng hình như hơi lạnh nhạt. Một cảm giác khó chịu thoảng qua trong lòng y, càng nghĩ, càng có cảm giác mình như cây trồi cùn bị nàng ấy dùng qua rồi vứt ớ ờ, đêm qua y đụng chạm khắp cả người nàng chỉ duy nhất chưa hôn lên miệng vì y còn nhớ rõ ràng lần trước ở tiên tuyển cung cô đã bảo mình không thích thế này thực sự làm y khắc sâu ấn tượng y nhìn chằm chằm môi cô nhìn chằm chằm hồi lâu cứ như bị thứ gì mê hoặc chậm rãi nín thở từng tấc từng tấc tới gần cô vẫn không hề phát hiện nằm yên đấy rũ mi không nhúc nhích đến lúc y gần hôn miệng cô chợt ngừng lại vớt đầu xoay người lại nằm ngửa ra gối thôi y thật sự cũng không nghĩ cứ phải hôn miệng nàng mới được y khép mắt quyết định ngừng mọi suy nghĩ lung tung nằm ngủ ngày mai còn phải dậy sớm trong gian trong yên tĩnh lại ngoài màn một ngọn nến đêm cháy sáng với tốc độ bằng mắt thường không thể nhận ra từng tia từng sợi lặng lẽ lùn đi bỗng thúc thận huy nghe thấy tiếng cô nói mê sau đó người cô bỗng nhúc nhích y chợt mở bừng mắt quay lại thấy mắt cô vẫn nhắm, lông mày càng nhíu chặt, như muốn cố gắng hết sức tránh thoát chuyện gì, mà hình như đang bị trói buộc, ngay lập tức, cô cuộn người tròn lại một khối, vẻ mặt đau đớn, cứng người lại. Nàng ấy gặp ác mộng. Thuốc Thận Huy lập tức nhớ đêm vừa sau đại hôn, y tính cô định nói chuyện, khi đó cô ngủ một mình trên chiếc giường ở gian ngoài, dường như cô cũng đang rơi vào giấc mơ suýt ngã, may mà y xông đến kịp đỡ cô. Y tỉnh táo hoàn toàn, lập tức ôm cô vào lòng không ngừng vỗ mặt cô gọi Vương Phi, lay tỉnh cô. Dường như cô vẫn chìm sâu vào ác mộng, không tỉnh. Khương Hàm Nguyên, Nguyên, tỉnh. Thúc Thận Huy chưa bao giờ gặp cảnh người bị ác mộng đè như thế, trong lúc gấp rút, quấn quáng gọi cô. Cuối cùng dường như cũng thấy cô tỉnh lại, yên tĩnh cuộn trong lòng y, không nhúc nhích, cơ thể đang cứng đờ kia cũng từ từ mềm ra. Nàng sao rồi, mơ thấy cái gì thế? Cô vẫn nhắm mắt, có vẻ không tỉnh hoàn toàn. Thuốc thận huy sợ cô ngủ lại bị bóng đè, vừa lau mồ hôi lạnh dịn trên trán cô, vừa thấp giọng nói chuyện với cô. Nàng đừng sợ, có ta ở đây. Giọng y trở nên cực kỳ dịu dàng mà không hề hay biết. Khương Hà Nguyên lại lâm vào cơn ác mộng trước đây từng vô số lần kéo cô vào vực sâu. Cô lại mơ thấy mình đứng trên đỉnh núi thiết kiếm cao cao, thả người nhảy xuống, thịt nát xương tan, cả người mình bị bao quanh đầy máu, muốn thoát ra mà không thể nào thoát. Ngay lúc cô đang đau đớn, bỗng cô nghe thấy một tiếng gọi bên tai. Người ấy gọi tên cô, đưa cô ra khỏi cơn ác mộng. Giọng nói ấy, rất dễ nghe, cô lờ mờ cảm thấy, hình như trước đó đã từng nghe qua ở đâu rồi. Cô mơ mơ màng màng, còn chút hơi say, nửa mê nửa tỉnh, hơi hé mắt. Quả nhiên, ở trong mơ, không ngờ cô lại nhìn thấy thiếu niên mình từng gặp năm 13 tuổi. Cô kinh ngạc nhìn một lát, tìm lòng không đọc, đưa tay, chậm rãi vươn đến khuôn mặt dễ nhìn kia. Là mơ rồi, cô nói với chính mình trong mơ. Thúc thận huy thấy cuối cùng cô cũng đã tỉnh, đã yên tâm, lại thấy cô nhìn mình kiểu đấy, bèn đưa tay bắt lấy tay cô đặt lên mặt mình, cười nói. Nàng tỉnh rồi à, nàng muốn sờ ta à, vậy thì sờ, đi. Đôi mắt Khương Hàm Nguyên nửa mở nửa khép, nhìn hắn một lát, bỗng, nhíu mày, lầm bẩm Ngày không phải hắn. Đúng vậy, không phải hắn vị hoàng tử thiếu niên trên lưng ngựa kia ngài ấy rất thích cười cũng chịu thương mến một tiểu binh trong mắt ngài nhưng sao ngài có thể bảo cô sờ mặt mình chứ có ở trong mơ cũng không thể nào có chuyện đó thứ cô nhìn thấy chỉ là một người có gương mặt tương tự thiếu niên kia thôi cô khép mắt chìm vào giấc ngủ thật say thúc thận huy còn cầm tay cô bỗng như có gáo nước lạnh dội vào đầu cả người lạnh tanh một lời dịu dàng tình cảm thương tiếc trong lồng ngực kia Từng điểm, từng tức, từng tia, từ từ rút đi, cuối cùng tan biến, vô tung vô ảnh. Thấy dáng vẻ cô khép mắt ngủ thiếp đi hoàn toàn không hay biết, tự dưng trong lòng y, một cảm giác bực tức tuôn trào. Hiển nhiên là nàng vẫn còn say, điều này thì không còn nghi ngờ. Như vậy thì vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhìn mình mãi lâu, cuối cùng nàng hé một câu ngài không phải hắn, là ý gì đây? Trong giấc mơ của nàng, đến cùng là mơ thấy ai, hắn gì kia? là thần thánh phương nào? Chả lẽ là tên sư trẻ kia ư? Là người nàng gặp được trong mơ, Tình lại còn mắt say lờ đờ mơ màng, mới tưởng lầm mình là đối phương. Thúc thận huy dặn mình đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ nữa thì y thật không thể cam đoan mình không làm gì tên sư kia nữa. Hẳn là nàng say nên ăn nói lung tung trong mơ thôi, cũng không có ý. Y từng lần một thuyết phục mình, một lát sau, mở mắt, quay đầu nhìn lại. Cô chôn mình dưới chăn, nhắm mắt không nhúc nhích y rốt cuộc vẫn không thể đè cơn muộn phiền trong lòng bèn đứng dậy xuống giường sốc màn ngủ mặc đồ ra ngoài lúc ngang qua gian ngoài bỗng y dừng bước bên tường đã đặt thêm mấy chiếc giương đã mấy ngày y mãi không vếp nhà đêm nay vừa về y đã đi thẳng đến thư phòng giờ mới chú ý tới mớ dương trong phòng trực giác nói cho y những này nên chính là nàng lần này về nhạn môn muốn dẫn đồ vật y bước tới mở dương Quả là thế, trong hai chiếc dương, đều xếp vài món thư từ, gói quần áo các thứ, là những món cô tiện tay đem giúp binh sĩ thanh mộc doanh về. Còn một góc nhỏ, là đồ cá nhân của cô, ít đến thảm thương, chỉ mấy bộ y phục thay giặt thường ngày, cây trùy thủ đêm tân hôn cô ném ra, cộng thêm ít thứ bút mực giấy nghiên, không còn gì khác, chỉ có thế. Y nhíu mày, đang định đóng dương lại, bỗng, ánh mắt hơi động. Cây trùy thủ này, khiến Y nhớ đến một món đồ khác y đưa tay, lục trong Dương cô một chút, lục lõi khắp cũng không tìm được thứ y muốn thấy. Y ngưng thần chốc lát, chậm rãi đóng lại, ra ngoài gọi Trang thị đến. Trang thị vừa nằm ngủ không lâu, nghe y truyền, chẳng biết là giờ nào, vội vàng chạy đến. Lần này vương phi ra kinh, mọi thứ thu xếp xong rồi chứ? Thúc Thận Huy hỏi bà. Trang thị khó hiểu, chẳng biết sao tự dưng nửa đêm ngày không đi ngủ mà lại nhớ đến hỏi chuyện này, gật đầu. Vâng, mấy chiếc dương ấy đều để trong phòng, toàn bộ là do Vương Phi tự tay thu xếp, không để bọn tôi đụng vào. Đồ của nàng còn để lại đâu, cũng là Vương Phi tự sắp xếp, hôm trước đưa vào kho rồi ạ. À. Đưa ta đi xem thử. Trang thị càng thêm khó hiểu, song nhìn sắc mặt y có vẻ không được tốt, cũng không hỏi nữa, lấy chìa khóa đưa y sang bên đấy. chương 50, cửa kho mở ra, Trang thị cầm đốt soi dẫn thúc thận Huy vào chỉ vào một đám dương mới được sắp xếp, nói. Đấy chính là mấy món đồ lễ nghi mà Vương Phi lúc đến mang theo. Dù rằng tôi chưa có xem, nhưng đoán phần lớn là y phục trang sức. Thúc thận Huy nhìn lướt qua, bảo bà đặt nến rồi ra ngoài. Đợi đến khi trong kho còn một mình y, y đứng yên một lát, đi đến trước mớ dương, mở nắp, từ từ lật xem. Đúng như lời trang thị, thoạt nhìn qua mấy chiếc dương, bên trong đều xếp y phục bốn mùa các loại, chất liệu hoa mỹ, còn có trang sức trên đầu, dưới ánh nến chiếu dọi chỉ thấy ánh châu rực rỡ, đầy phô trương. Những thứ này nàng ấy đi nhạn môn không cần đến, để lại, về tình có thể hiểu. Ánh mắt y dần lướt qua, đến chiếc dương cuối cùng vừa mở ra, dừng lại. Một chiếc hộp gỗ trầm rất dài đặt dưới cùng đã lọt vào mắt y. Y nhìn nó trồng chọc, ánh mắt đông cứng lại. Hộp gỗ này, chẳng những y quen mắt, mà ngay năm ngoái, tự tay y giao nó cho hiền vương, nhờ hiền vương mang đến nhạn môn, dùng làm xính lễ cầu hôn khương nữ. Y vươn tay, từ từ mở nắp hộp, một thanh đoàn đao vỏ khảm bảo thạch chiếu vào tầm mắt Y. Thật đúng như Y dự tính, nàng ấy đã để lại thanh đao Y dùng làm xính vật. Quả nhiên, trong mắt cô gái Khương Hàm Nguyên này, thanh đao tín vật vốn chẳng là gì cả, nàng ấy hoàn toàn không xem nó là thứ gì to tát. Cùng với mớ y phục trang sức vứt lại đó, không đáng một đồng. Cũng dễ thấy, chuyến này nàng ta ra kinh, là dự định một đi không trở lại. Dù trước khi vào nhà kho y đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay lúc này, thực sự tận mắt nhìn thấy thanh bảo đao trước kia y trịnh trọng giao ra mà cô tiện tay vứt bỏ, tâm tình của y vẫn thấy thất vọng không thể kiềm chế. Vô cùng thất vọng, không chỉ có thế, mà dường như còn kèm theo mấy phần phẫn nộ. Nhưng y đang giận cái gì cơ chứ? Không phải mục đích y cưới nàng ta đã đặt rồi sao? không phải từ trước khi cưới nàng y đã biết nàng ta qua lại không thích đáng với người khác sao. Ánh nến trao liệm, y nhìn cây đoàn đao đăm đăm, tâm tình tồi tệ thậm chí còn hơn xa lúc y vừa nghe cô nói lúc say kia. Y đứng lặng thật lâu, bỗng nhiên lại nhớ đến đêm đại hôn. Đó là buổi tối đầu tiên y gặp cô, y còn đang nghĩ kính cô trọng cô thế nào, cô đã không chờ kịp mà nói luôn chuyện rời kinh. Trước khi cưới cô, y chẳng những đã từng nghĩ đến việc nàng ta không thật sự từ đây cởi giáp yên lòng làm một vị phu nhân, mà hơn thế nữa, y vốn dĩ cũng chẳng tính toán định nhốt nàng ta mãi trong chốn khuê phòng. Nàng là một nữ tướng quân cơ mà. Nhưng mới đấy nàng ta đã mở miệng bàn việc rời kinh với y, lúc ấy vẫn làm y thấy hơi bất ngờ. Chắc hẳn xưa kia nàng đã chuẩn bị xong việc một đi không trở lại. Lần này vào kinh thành sở dĩ còn nhớ đem theo thanh đao tín vờ này, mục đích duy nhất e chỉ là muốn trả lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thúc Thận Huy nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch, Bị một cô gái đùa giỡn trên bàn tay mà không chút hay biết. Thảo nào sáng nay vừa tỉnh lại, y đã thấy nàng ta lạnh nhạt hẳn. E là mọi chuyện đêm qua, cũng là nhắm mắt xem y là người khác. Sao y lại ra nông nỗi này cơ chứ? Xấu hổ giận dữ như tưới dầu mà đốt tim gan, khiến y cuối cùng không kìm được nở nụ cười lạnh. Y chậm rãi thở ra một hơi, cố hết sức nén cảm xúc lăn lộn trong lòng xuống, chậm rãi đóng nắp xương. Ta chợt nhớ còn có việc, ta vào cung. Đợi ra khỏi kho, y đã giữ vẻ bình tĩnh, giả tình nói với Trang Thị một câu, cất bước đi. Khương Hàm Nguyên say rượu một đêm, hôm sau ngủ đến giờ. Thị mới tỉnh, mở mắt ra, trời đã sáng bẵng, bên gối không còn ai. Đêm qua là lần đầu cô say, cho dù đến giờ này, đầu vẫn nặng chĩu cô lại nhắm mắt một lát, người tỉnh táo chút, chuyện đêm qua, rốt cục nghĩ đến từng việc một. Cô đi phủ công chúa dự tiệc tiễn đưa vương nữ, uống không ít rượu, rồi thúc thần huy đón cô, lên xe ngựa, hình như cô ngồi không vững, có dựa vào vai y, sau đó. Sau đó không biết gì nữa, chỉ loáng thoáng chút ấn tượng còn sót lại, hình như cô lại mơ một cơn ác mộng. Đang lúc cảm thấy rất đau đớn dẫy ruộng, may mà trong giấc mơ thiếu niên kia lại xuất hiện. Y tươi cười phóng ngựa đến, trên đầu y là bầu trời đầy sương sớm, sáng tỏ như mặt trời mới mọc. Bầu trời này, thay mặt thay máu, cuối cùng giải thoát cô từ cơn ác mộng. Bắt đầu từ năm cô 13 tuổi cho đến 15, 16, giấc mơ đó thường xuyên lặp đi lặp lại. Khi cô vừa kết thúc một ngày đánh nhau tơi bời, kéo lê cơ thể đầy vết thương về chỗ ngủ, trước khi kiệt sức nhắm mắt, thậm chí cũng sẽ âm thầm chờ mong, mong có thể nằm mơ nhìn thấy thiếu niên kia một lần nếu y xuất hiện, cô mới có thể yên giấc. Cứ thế kéo dài đến năm cô 16 tuổi, với biểu hiện ngày này qua năm nọ không một sơ hở của cô, cuối cùng đã đổi được tín nhiệm của Khương Tổ Vọng, cô thu hoạch được ủy nhiệm của quan quân, có một đội binh nghe lệnh mình. Tình hình hôm đó cô vẫn còn nhớ rõ, một mình cô phóng ngựa đến ngọn hết kiếm, đứng trên đỉnh, nhìn lên đêm tối vô tận trên đỉnh đầu, tự nói với mình, cô không thể cứ mãi gửi gắm hy vọng vào thiếu niên dục ngựa đi tới mình trong mơ nữa. Đó chỉ là một ảo ảnh, chỉ an ủi nhất thời mà không thể cứu cô cả một đời. Cứu rỗi chân chính duy nhất của cô là đuổi hết kẻ địch, báo thù cho mẹ mình. Bắt đầu từ hôm đó, dần dần trong giấc mơ của cô hình ảnh thiếu niên phai nhạt đi, những năm qua, tựa như cô cuối cùng đã không còn nhớ y, mãi đến đêm qua say rượu, thiếu niên kia mới quay về trong giấc mộng. Nhưng mà, cô lờ mờ cảm giác, cảnh trong mơ đêm qua hình như có khác trước đây. Trong mơ Thiếu niên kia còn nói với cô, hình như còn nắm tay cô, đưa lên trên mặt để cô sờ mặt y. Thật sự là hoang đường, mấy năm kia thiếu niên mà cô mơ được, chỉ là một bóng hình cao cao ngồi trên lưng ngựa mà cô ngưỡng vọng, một khuôn mặt tươi cười khiến cho tim cô đập thình thịch, chỉ thế thôi. Mỗi một lần, sau khi y mang đến ánh sáng mặt trời có thể đuổi đi cơn ác mộng của cô, y liền biến mất như sương sớm. Sao y lại để cô sờ mặt mình chứ? Trái lại là thúc thần huy hiện giờ y sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhất định là đêm qua say quá say, mơ đến hỗn loạn nên cô mới nhập nhằng giữa y hiện tại và y 17 tuổi kia. Khương Hàm Nguyên càng nghĩ càng thấy đau đầu, bèn ngồi dậy, đắp chăn ngẩn người một lát, ngó qua chiếc gối trống bên cạnh, không nghĩ ngợi thêm nữa, xoay người ngủ lại. Say rượu mơ bậy thôi, nhớ đấy, sau này không thể uống rượu thế nữa, phiền y phải cố ý đi đón mình về. Hẳn giờ này y đã đi hoàng cung cô xuống giường, sau khi rửa mặt, hỏi một câu. Thị nữ bẩm y đã đi từ đêm rồi. Khương Hàm Nguyên thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, sáng nay đoàn đại hách vương rời Trường An, lại đi rất gấp, hẳn không ít việc, với kiểu chuyên cần chính sự của y, đêm qua đón nàng về xong quay lại làm việc, cũng là bình thường. Hôm nay, đối với chuyện đêm qua y rời đi đột một Khương Hàm Nguyên cũng chẳng để ý. Không chỉ thế, mặt trời sắp lặn, hoàng hôn buông xuống, tự dưng trong lòng cô lại cảm nhận một nỗi nghi hoặc không yên. Hẳn là y thấy khá hưng tu đối với cơ thể cô. Dù cô cũng không biết rằng y đến cùng hợp nhãn chỗ nào. Nhưng về điểm này, sau cái đêm hai người trải qua ở Văn Lâm Các, cô rõ ràng cảm giác được. Tựa như y sờ nắn khắp cả người mình, bằng tay và môi. Cô cũng không lừa được mình, từ cảnh đề phòng đầy mình lúc mới thành hôn, từ từ, cô cũng bắt đầu quen thuộc việc y ngủ bên cạnh, lắng nghe hơi thở của y, thậm chí, mới đêm qua cô cũng đạt được niềm sung sướng cực hạn trước đây không thể nào tưởng tượng cô biết cô đã dấn bước vào mang theo chút tình cảm mà cô không thể tự điều khiển dường như cô bắt đầu lẫn lộn người đàn ông trước mặt và thiếu niên chỉ sống trong trí nhớ kia của mình mà bọn hắn vốn nào phải cùng là một người thật là một chuyện đáng sợ hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô không được triều đình hoàn toàn ủy quyền và trợ giúp quân phí lương thảo chỉ dựa vào một mình cha cô, sẽ không thể nào xuất quan bắc phạt. Kế hoạch trước đây của cô, là như ước nguyện của y, tác thành cho y, lấy y, đổi lấy lòng tín nhiệm hoàn toàn của y. Y là nhiếp chính vương đại ngụy, là người nắm giữ hoàng quyền, là người duy trì yên bình thiên hạ, cũng là một người vô tình có thể vì lý tưởng mà hy sinh tình cảm. Còn thiếu niên kia, hãy để cậu ấy vĩnh viễn sống mãi ở chỗ sâu nhất trong ký ức cô. Cũng bởi vì một lần gặp gỡ bất ngờ rồi bầu bạn về sau, để cho cô mỗi khi thi thoảng nhớ đến, trong lòng sẽ có chút ấm áp nhẹ nhẹ và cảm kích. Vậy không phải rất tốt sao? Kế hoạch của cô vốn dĩ tiến triển thuận lợi, ba tháng ước hẹn cũng đã đến, sẽ rất nhanh cô có thể tỏa nguyện việc về phương Bắc, hiện giờ, việc lại như có dấu hiệu lọt khỏi lòng bàn tay cô. Nói thật, nó làm cô lo sợ không yên. Đối với việc y sẽ quay về đêm nay, lòng cô còn thầm kháng cự cô hy vọng tốt nhất y đừng về đã từng có một đêm ấy nếu đêm nay y lại cầu hoan lần nữa bảo cô làm sao mà mở miệng cử tuyệt vốn dĩ cô cũng không thể như trước tâm thái tỉnh táo mà rời ra trong chuyện ngủ với y này đúng vậy trực giác của cô nói cho cô biết hẳn là cô thật sự không làm được cô quay về từ tiểu giáo trường tắm rửa xong để tĩnh tâm bèn đi viết chữ viết mấy tờ lại phát hiện mình vốn tính không nổi tâm càng viết càng không ra dáng Cô hơi bực bội xé chữ, nhìn ra trời đã tối ngoài cửa sổ, quay về phòng ngủ. Lúc này thị nữ đến truyền lời, Trương Bảo mới đưa tin, nhiếp chính vương bận chuyện, đêm nay tiếp tục ở cung trong không về. Lúc mới biết ý không về, Khương Hàm Nguyên thở phào, nhưng sau đó, liên tiếp mấy ngày, y liên tục không về, chỉ nói bận chuyện. Nam tuần sắp đến, bận rộn nhiều việc, vốn cũng dễ hiểu, nhưng có bận rộn cũng không thể nào nhiều ngày liên tục vương phủ một bước cũng không về rốt cuộc Khương Hàm Nguyên cũng cảm thấy có chỗ không đúng, đồng thời, trong lòng cô, mơ hồ hình như cũng bắt đầu cảm thấy hơi mất mát. Vào đêm thứ ba y không về, Khương Hàm Nguyên lại mất ngủ ngoài y muốn. Đêm khuya, cô ngủ không được, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn này, hao tâm tốn sức suy nghĩ, vì sao y lại đột nhiên thay đổi thái độ, sau một đêm thân mật như thế giờ lại vắng vẻ mình. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã suy ra một phán đoán. Cô ngồi dậy, xuống giường, sờ soạn trong bóng tối, thắp nến, bước đến trước gương đồng. Cô cởi hết xiêm y mình, từ lớp ngoài đến lớp trong, cuối cùng, trần trụi hoàn toàn, phơi ra đứng trước gương. Lần đầu tiên trong đời, cô dùng ánh mắt khắc nghiệt, ngắm nghĩ kỹ càng tấm thân của cô gái phản chiếu trong gương. Tấm thân này, làn da màu lúa mạch nhạt, bộ ngực săn chắn, rất đầy đặn, eo nhỏ, bụng phẳng, không thấy chút thịt thừa, tay chân thon dài đầy sức chỉ có thể nói là rất cân đối, kém xa những cô gái khác, da trắng tuyết, tứ chi mảnh khảnh, có thể khiến đàn ông một tay nắm gọn, nhìn thấy mà yêu. Đó mới là dáng vẻ một cô gái mà đàn ông yêu thích nên có. Cơ thể được ánh nến phản chiếu trong gương, là cơ thể của một nữ chiến sĩ. Nó bộc phát ra sức lực trong nháy mắt, có thể một đao chém rớt đầu ngựa. Không chỉ thế, trên cơ thể này còn phơi bày rất nhiều vết sẹo. Mới, cũ, cánh tay, trước ngực phía sau lưng, còn có trên đùi, vết cũ chưa hết vết mới đã để lại dấu vết. Nhìn kỹ, sẹo đầy từng vết, đầy dữ tợn. Khương Hàm Nguyên nhìn chăm chú thân thể phản chiếu trong gương đồng thật lâu. Cô thích nó, xong, cô cũng biết, với một cô gái mà nói, nó thật ra rất xấu xí. Cô không nhìn nữa, rời gương, quay về giường nằm. Nhắm mắt lần nữa, cô cũng nghĩ thông. Bắt đầu từ đêm đại hôn, y liên tục gặp cản trở từ phía cô còn đêm ấy trong văn lâm các hoàng cung cuối cùng y đã được cô toàn tình ý đáp lại một tên đàn ông chinh phục một người phụ nữ thấy được dáng vẻ nàng ta hầu hạ dưới người như vậy thì đối với một người vì nước ngụy mới cưới như cô sao y còn phải hao tổn nhiều tâm trí chứ về phần đêm hôm đó y đi đón mình ai biết là y suy nghĩ làm sao nói không chừng là làm để cho người ta nhìn hoặc là y là đồ tùy ý vui giận bất thường thế thôi Vậy cũng tốt, mặc kệ là y vì nguyên nhân gì, đây không phải là điều cô muốn sao. Cô cũng không khổ sở, vậy là tốt nhất, đợi theo y sắp xếp mà gặp mẹ y xong, ngay lập tức cô sẽ có thể về nhạn môn. Ban đầu đến thế nào, thì đi thế đấy, gọn ghẽ, không cần dính dáng gì. Chẳng vạng tối ngày thứ tư, y vẫn chưa về, cũng không nói có về hay không. Cô biết Trang Thị hôm nay tự mình xuống bếp, còn lặng lẽ đổi trương bảo vào cung. Cô làm như không biết. Y về hay không, đối với cô đều giống nhau. Bốn ngày trôi qua, Thúc Thần Huy cảm thấy mình cũng đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của cô con gái Khương Gia. Mấy ngày nay, tâm y như chỉ thủy, mỗi ngày bận đến khuya, cực kỳ mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt liền ngủ, cảm giác không tệ. Nhưng trạng vạng tối nay, Trương Bảo tới, giống như một hòn đá rất vào hồ, phá vỡ bình tĩnh của y, bỗng chốc chọc y nổi khùng mút trời, thật không có cách nào ngăn chặn là Trang Thị mời y về phủ dùng cơm, chứ chả phải là chỗ nàng ấy phái đi. Thúc Thận Huy thật sự không khống chế nổi mình, đồng thời cực kỳ không cam lòng. Y nghĩ mãi chẳng rõ. Rốt cuộc y kém hơn người ta chỗ nào chứ? Trương Bảo truyền lời xong đứng qua một bên, thấy nhiếp chính vương cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, còn không ngừng lật tấu trương, chờ chốc lát, lặp lại. Điện Hạ, ra trang ngóng Điện Hạ về đấy. Điện Hạ đã vài ngày không về phủ rồi, mấy hôm nay vương phi làm gì? y giả tình hỏi một câu. vương phi ạ, à, ngày nào cũng vào sân tập, không bắn tên thì là tập võ. ngày hôm nay còn giao đấu với bọn vương nhân nữa. nô tỳ nghe vương nhân nói, tựa như tề mi côn đều gọi vương phi bẻ gãy tận mấy cái lặc. bọn hắn từng cái đối vương phi đều bội phục rất. thúc thận huy tức muốn đau cả đầu, gân xanh trên trán nhảy bình bịch, vuốt mấy cái, chậm rãi đặt đồ trong tay xuống. điền hà, điện hà hạ, điện hạ sao thế ạ? À? chắc là quá mệt rồi điện hạ rất nhiều ngày không về hẳn vương phi cũng rất nhớ nàng mà nhớ y à đúng ra là ước gì y không về càng tốt y cũng đâu có rảnh sắp ra khỏi tinh rồi bận muốn chết thế nào tinh thần lại đi cùng nàng nhận lời hôm nay có việc không về y hồi thần lạnh lùng thốt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn